5 trường hợp không được cấp sổ đỏ. Thay đổi trong quy định cấp sổ đỏ. 5 trường hợp không được cấp sổ đỏ theo dự thảo luật đất đai sửa đổi mới. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đang xem xét rút gọn số trường hợp không được cấp sổ đỏ từ 7 điều xuống chỉ còn 5 điều. 1. Đất thuộc đất công của xã, phường, thị trấn. 2. Đất được giao để quản lý, trừ trường hợp đất sử dụng chung. 3. Đất thuê, thuê lại, đất nhận khoán, trừ trường hợp thuê từ nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng. 4. Đất đã đăng ký nhưng có quyết định thu hồi. 5. Đất giao cho tổ chức, ủy ban nhân dân cấp xã để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh. Giải thích về điều 145, tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình không phải là nhà ở, rừng sản xuất và cây lâu năm sẽ được cấp giấy chứng nhận. Tài sản bị tiêu hủy hoặc phá dỡ sau khi cấp giấy chứng nhận sẽ không còn hiệu lực pháp lý. Hiện tại, với quy định hiện hành có 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ, bao gồm các trường hợp như người quản lý đất nông nghiệp công ích, người thuê đất của người sử dụng đất và các tổ chức được giao đất không nhằm mục đích kinh doanh. Dự thảo luật mới có thể làm giảm số trường hợp không được cấp sổ đỏ, giúp minh bạch hóa quy trình và tăng cường quản lý đất đai. Để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên follow Dragon Bắc Đại Bàng để nhận thêm nhiều thông tin, kiến thức giá trị.